Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Khuyến Thiện, tức quyển thứ 5 mà Đức Giáo Chủ đã viết năm Tân Tỵ 1941 tại Chợ Quán, dài 776 câu, khởi đầu bằng câu Băng Tâm Ngẫu Hứng Thừa Nhàn và chấm dứt bởi câu Sĩ Xuất Văn Từ Dốc Dạy Khuyên. Quyển này sẽ do đọc giảng viên Nguyễn Văn Mạnh thành lòng đọc lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu ơi hứng thừa nhàn, theo đòi nghiêng bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cùng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tình tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn dẻo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phật đài phượng Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ còn thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiên kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm. Trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm.
phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu. Nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sinh nhược mộng đời lao khổ, tình chi tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua chớ rồi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quán ái xót thương nhân chúng bồi lỗ lăng, Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, Ngài gắng sức ra công hoằng qua. Nền đại đạo lưu thông khắp ơi, cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo y thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tầng. Sao nhầm buổi phong trào tân y tân, đùa chen theo vật chất văn minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen giông mi tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào. Cho nhân sanh trong dạ núng nao, chẳng dình chặt cương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều mánh ơi, khoe cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai trói kề. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xếp thân quyền cho hết. Người nhé dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lợi quyền lại được gian danh,
bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sông ấy nhiều người đón ơi rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phỉ bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ắt là phải nghiện, chẳng còn lo trang giò đấu chinh. Lấy sát thân dẹp nội bất bình, bỏ đức tánh của cầu nhân quả. Dầu ai có bền gan sắt ơi đá, cùng đồng lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phần môn đệ phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên ni kén, người không lo có thèn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh ni sắc ơi tướng, lo chấn hưng Phật pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông y thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ ơi sao, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu Chiêu đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La, về có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ. Khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thẳng tôi ngay phò ta. Đức Hoàng Hậu Ma Gia Phong, nhà sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thanh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn chung y hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt. Chẳng phiền kẻ hầu sao đón ơi trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu,
tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bào ngang tàn. Thiệp cúi đầu ngưỡng dòng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xin ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân di như con đỏ, tội giảm tha đòi giúp cơm tiền. Cứu dân nghèo trong lúc đạo điên, lấy đức rộng bùa trong ba tanh. Vua chịu giúp người đói lạnh, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thảnh thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hân ơi hở, giấc chim bao bà thấy nhớ lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới, lại khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra vườn, truyền thị vệ thỉnh vua lai đao. Vua ơi lời đến nơi qua, thảo lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn rung rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt vườn tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trỗi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu ma gia. Có việc chi vội vã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn giùm. Các thầy bàn được lệnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quý. Ngài thăm thoát đông quay hà chi, bà trổ xanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khí phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ thích ca từ đây cũng mới ngỡ, sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta,
cả triều chinh treo qua yến ầm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, A Tư Đà Tiên Hiền tên lão. Thời buổi ấy vua ơi, người đạo bèn vào chầu tâu trước bệ rồng. Xin vua cho ông bước vào trong, được ý kiến tử hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền sai lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thanh nhân. Lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo ly dắt diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian cai tùng, chắc phần Ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ Ngài mà viết nẻo lưng hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngại. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nợ trần nên dồi quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hồi triều đình các quan lựa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm tròn. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm ơi đồng, lần thứ hai thấy kẻ ấm đau.
xét cõi trần trong dạ heo xào, chi xiết nổi nung nao cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc buồn riêng hằng để trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi vào mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào dè đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe trở lại Lai Trào, xin Dương phủ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cậy nhờ ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bôi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch ni liền thiền. Thấy cõi qua cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy. Đạo gần đắc ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghĩ lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng giác diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, xét cõi trần thống khổ giác trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới.
Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nề chi trí xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rỗi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hận ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chỉ hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Dạo bốn mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thông, mẹ nó cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết trang cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mòi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống ơi chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt sát thân ô quê. Bởi thời thế chuyển xoay biến, thể thì muốn ăn chẳng được điều hòa. Là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nơi nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải ở đâu trường. Trải bao phen dại gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân tan nát.
gần hấp hối tâm thần sao xác trí dần dở kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến phúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước mà cũng không thoát lực tuần quan. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn chẳng trôn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tỏi cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham muôn phước thỏa phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hầu sinh là lỗi, không được thì bực tức ưu phiền. Cả tâm thần điêu đứng đạo điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đều đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trưng chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến sông đời để lại sầu ưu. Cái khổ này dầu lâm trí mưu cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ hoàng tấn hội, hãy thương nhau tật có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu quan. Muốn tránh xa đừng trong tâm mi dạng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám mưu sầu lo ngại, cuộc tan thương dâu bề cánh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bàn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy rương đầy tô. Của dương thế góp tôm bảo ơi, thủ sợ gián phi trộm cướp rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ kho thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả
thông mi thả sao nhân sanh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh ni hảo nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành bất di dịch khỏi gì khổ lão. Thế thanh tịnh thường không quyên nghi não hết lo toan nắng lành gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám dắt hồn thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ ơi thứ không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thải đều vững ơi chắc toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho ai xiết tâm đồng nhau thượng thiền vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay không màng biết phân chia nhân ngã. Tịnh độ lắm điều thanh nhã khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lụng dầu mòn thân tứ đại của người cùng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hận hờ chừng qua đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu ơi cánh ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dùng kẻ tu hành đã phước thì nên. Quyết trao thân tánh hạnh cho bền niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Áo sen bao
Tây phương đuôi nở chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát Bồ Đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương dần ơi dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Biển hồng trần lao lý diệu vơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trược. Thân hôi tanh mũi rồi đón rước, thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trước ta xin kể trước. Dòm việc quấy ngâm điều bảo, ngược mắt trông vào những chỗ đê hèn. Nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiến trước giải ra như vậy. Tri dần giờ tưởng đó nhớ đây, thuyết mưu kế toàn bề thăng thôi. Ghi thù quán trưởng điều đáp ơi đối, nên ma phiền não trượt đắm say. Chuyển lưng trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trượt ta đà kể ơi nốt, còn thứ năm là mạng trượt chung. Số giàu sang quả phước bần cùng, vào qua nguyệt thung dung cầu thả. Ưa đẹp mắt mến điều mới lại, sáng quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo a vua bỡ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lương thiệt. Với người này dùng lời thay thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiết giải bài tâm trí. Người chọn nhau tại mình giai gì, mà cũng không hưởng được lời danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa.
ác thứ nhì ấy ngôn chất chứa đời cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tử phụ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chỉ có bài tất lưỡi quan ỷ khôn, mạt sát dân ngu. Nghèo ý lanh láo sượt lu bù, ôi thấy thế lòng đau tở cắt. Khuyên ba tánh giữ gìn cho hơi chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt ơi nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm im ai thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiền. Tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tầng thô lộ hung hăng. Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến lưng thường thảo hiu. Hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp sớm chòm cô bác chẳng kiên. Trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kiêu sang thần thanh. Chẳng kiên nể Phật trời thượng, cảnh cõi long cung mời thính tối ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên ba tánh ba già ráng bò. Gương tổ phụ còn rối lại đó, sao không theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu reo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là ròng rặc, những đàn bà khẽ khắc cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ắt mang tay ách. Lừa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Ác vọng ngữ thứ tư cùng ơi cấm, nói thêm thừa quyến hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện vết thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem, sửa trên điều hoa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chí công,
mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh dài rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ơi bóc xước, Phật thần nào gần kẻ sao ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành mới càng thêm mi chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ trêu. Nói với ai cũng phải lựa điều, đừng cháo chát cho người khinh dễ. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hồn mê chiếm đoạt thế thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân. Tôi bất chánh hoàng cung dâm loạn, tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng. Từ xưa nay trời đất đâu dung, vào của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm ô dân khó. Trai liều lĩnh điều này nên bỏ, đừng phá trình hại tiết nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyển lời đờn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điểm nhục tông môn. Đấng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Hạng phụ nữ gương xưa nói chi, những mẹ hiền dâu thảo rối truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tỉnh cơn ác cây mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, ác thứ sáu ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm ơi mặt, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Phá lương dân giả luôn bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ. Trốn pháp lực tập tành đủ ơi thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ. Tội chấp chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đuốc quệ từ bi đã, rồi vào thâm tâm
những kẻ gian phi. Hãy tu thân chùa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi sống truyền. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. À, thứ bại sát nhân gây dài tánh hùng hằng, đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tay hạ sát. Viết đến đây động lòng rào rạc, gắm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tớ mong hại chủ trò giết thầy, tội ấy đáng không. Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết ơi mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên ba dài ba tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đắng mà cúng ơi tế, gầm thánh thần đâu có tư riêng. Rồi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giấy Phật trời. Nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Đấng thần minh công bình trực dài, đâu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ưng. Chẳng biết thân còn con chưa, đừng quả bất lành chưa trả dai thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. À, thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của ai thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cỏ bay thẳng kiên.
thấy của người thèm khô nước cây miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn tôi tham bất cứ chuyện gì, dầu xấu tốt cũng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần, như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm chơi một xác, gầm kim tiền bội bạc bất tài. Không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt, lo dung trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Á tứ chính hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan dự trước. Tánh sân nổ thường làm bão ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dậy tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Hơn tự đắc khoe khoang giọng ơi sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh. Thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng. Gặp thịt toan câu xe tưng bừng, phân từ mạnh mới là thỏa giả. Việc được nó tâm trần thông mê thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn. Và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo.
Nay ta đã quy y cầu đạo gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chót mê si, nguyện tâm tối từ hồi vô thì. Mạng vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguy làm chân. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muốn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bước nghe càng, làm ngu mũi đỏ thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra, thiện nghiệp lóng nguồn chân, Phật tiếp dần cho. Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật, cũng đừng phiền sao làng chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tinh ba gia hưởng ân. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dường một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh, cả vật chất tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy lực nào dung thư. Tu còn ham chai tôi đắm ni bự, đặng thế gian dựng cúng bạc tiền. Dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Biểu làm sao dân không sai ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong bá tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nể công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giả, thiệt làm hay không chẳng dám ép này. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh hiên nguyệt vừa kề,
nhìn xem thế sự nào nề tâm can. Từ ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng dính quê. Trần hoàng thiện tinh còn mê, thêm lời dục thuốc gọi về đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đăng diệu bay tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thuận gió qua mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tu cầu yên nước lời nhà, cửu quyền thất tổ diêm la thoát hình. Tu cầu Phật quá tánh tình, lưỡi bể chẳng buộc nhẹ mình tiêu giao. Tu cầu cưới Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đâm ngựa xe, đeo tuồng mỏng quyển lập lòe sắc. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điển ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm. Tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thanh kính gì người trên. Hiếu trung lòng chớ dội quên,
sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua Mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tai nghe rõ tiếng đơn, không dây không phim quán hờn cùng không. Đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hận hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cũng ơi nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hơi con, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiếng cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước ơi hưởng trường tồn, không còn mắt nẻo dày khôn luân hồi. Thấy đời khó ơi nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hành y thầy khuyên, hành đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửu quyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lanh sáu đường duyên. Vô thượng thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép đề rách đàn tiên. Cư gia tịnh độ tâm duyên màng, sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hoài đơm cúng tê lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mì bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bác đài lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Trong sạch nghĩa nhân dày mới đang, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Nam Mô A Di Đà Phật.